Trải qua một vài lần đổi tiêu đề, tốn kém rất nhiều thời gian để reshoot, thì cuối cùng Captain America cùng một thế giới, can đảm hơn đã sẵn sàng tung ra cái nhìn sắc nét đầu tiên. Và trong video này hãy cùng Way to a Movie phân tích toàn bộ thông tin có được từ teaser nóng hổi của Brave New World. Liệu sự kiện nào đang chờ đón Sam Wilson trong giai đoạn đầu nắm giữ trọng trách Captain America? Không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Widow, go! Dựa trên những gì mà đoạn giới thiệu đã trình chiếu, chưa quy lại thì Brave New World sẽ sở hữu nền tảng dựa trên hai tài nguyên chính, bộ phim The Incredible Hulk năm 2008 và bối cảnh thế giới hậu các sự kiện Secret Invasion. Nếu bạn là fan của MCU lâu năm, thì các bạn có thể hiểu vui theo kiểu tác phẩm sẽ là tổng hòa của chất liệu nội chiến trong phần Civil War, cùng với đó là kịch tính nội gián ở hậu bản Winter Soldier. Đầu tiên, để nói về tình hình điên loạn ở nhân loại, trận chiến để tìm mái ấm cho loài Skrull của Nick Fury đã thấy quái nào mà biến tướng sang việc Tổng thống Wilson hạ lệnh săn lùng tất cả các chủng loài hành tinh, tống cổ họ ra khỏi trái đất. Đương nhiên, nó không chỉ là loài Skrull mà cả cư dân Asgardian cũng đang phải đối diện với khía cạnh tàn bạo của con người. Xuất phát từ tầm nhìn hết sức hung hăng này thì có vẻ như Wilson đã bị cho bay ghế, dẫn đến cuộc bầu cử mà tướng Thunderbolt Ross đang nắm chắc phần thắng cùng khẩu hiệu Ready for Ross. Trong thời kỳ đầu của sự nghiệp cầm khiên thì Sam Wilson trái ngang thai lại phải bắt tay làm ăn với cựu thư ký cầu có. Trước đây thì Thunderbolt Ross thường được mô tả dưới tư cách là một nhà lãnh đạo sẵn sàng bảo vệ nhân loại bằng cách đưa ra hành động cứng rắn nhất. Đơn cử như Hiệp ước Sokovia, thứ đã gây ra cuộc chia rẽ giữa Tony Stark và Steve Rogers. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để Thanos bành trướng quyền lực trong Infinity War. Đáng nói ở đây là quan hệ giữa tướng Ross và Sam lại tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Có thể Ross đã làm lại tư tưởng về siêu anh hùng, hoặc vì đơn giản là cả hai đều chung xuất thân từ quân đội. Ở phần đầu tiên của teaser thì Sam chạm mặt với Ross và cho rằng bản thân vẫn đang cố gắng làm quen với diện mạo mới này. Thực chất, đây là đề cập tới bộ ria mép quen thuộc của nhân vật này trong MCU. Tuy nhiên thì người hâm mộ đều ngầm hiểu nó là ngụ ý đến tình huống recast Harrison Ford vào vai diễn tướng Ross. Cuộc gặp mặt thân mật này diễn ra tại Nhà Trắng, còn mục đích thì theo chúng mình nghĩ là để ăn mừng cho chiến thắng liên quan đến việc chiếm hữu Adamantium, nhiệm vụ mà đích thân nhóm Captain America mới đã thành công thực hiện. Tiếp nối lời tuyên chiến ở cuối Secret Invasion thì Tổng thống Wilson đã tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang chỉ trục chờ để bùng nổ trong Black Panther Wakanda Forever. Bất cứ tổ chức hay quốc gia nào cũng muốn chạm tay vào Vibranium để tạo dựng vị thế riêng cho mình. Chỉ có điều là xâm phạm vào Wakanda để cướp bóc tài nguyên là hơi khó, nên trong Brave New World thì các tay to mặt lớn được cho là đã tìm thấy Adamantium. Một chất lỏng chảy ra từ Tiamat, Celestial trái đất đã bị Cersei cho hóa thạch ở cuối Eternals. Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên biến đổi Adamantium thành thể rắn, và thứ kim loại này có thể hút bức xạ để chống lại những thực thể thuộc dạng The Hulk. Căn nguyên đã lôi kéo toàn bộ phe phái trong phim phải vào cuộc. Ở lần tái xuất sắp tới thì Ross nhìn chung vẫn không phải là người hâm mộ ủng hộ các siêu anh hùng. Thế nhưng, những lần hợp tác hiệu quả với đội trưởng mẽo Sam Wilson đã dần thay đổi góc nhìn hà khắc của ông. Vị Tổng thống đề bạt ý tưởng về việc đưa Captain America trở lại bộ máy quân sự, giống như những gì mà chính phủ đã từng làm trong Thế chiến thứ hai cùng với Steve Rogers. Mặc dù teaser chỉ dừng lại ở thành ý của Ross, song đoạn footage từng được Marvel Studios trình chiếu tại CinemaCon đã cung cấp phần giang dở còn thiếu của đoạn hội thoại này. Cụ thể, vị Tổng thống còn muốn Captain America xây dựng lại đội Avengers, chi tiết ngầm khẳng định biệt đội báo thù đã ngừng hoạt động kể từ khi kết thúc Endgame. Còn cuộc gặp gỡ giữa Carol Danvers, Bruce Banner và Wong ở cuối Shang-Chi, Âu cũng chỉ là đồng nghiệp chia sẻ về công việc mà thôi. Pha dụ kèo của Ross thâm hiểm ở chỗ, ông đã sử dụng việc hợp tác với Captain America như một nước cờ phục vụ quá trình đắc cử, bằng chứng là thông điệp Together được thấy trên màn hình. Bây giờ, nếu Sam Wilson lập đội Avengers, thì nó sẽ chẳng khác nào hợp thức hóa sự giám sát mà chính phủ áp đặt dưới cái tên Hiệp định Sokovia. Nhận thức được tâm địa của Tổng thống, thì Sam chỉ khơi gợi lại lần gần nhất mà hai bên bất đồng quan điểm, cũng chính là trận nội chiến. Liệu đây có phải là điềm báo về một xung khắc sắp xảy đến? Đó đáng tiếc thay là sự thật không thể tránh khỏi. Khác biệt duy nhất ở đây là một Civil War sẽ chẳng thể nào lặp lại, bởi trong lần đầu nhậm chức thì Captain America sẽ phải đương đầu với thảm họa mang tên Red Hulk. Tiếp nối diễn biến tại Nhà Trắng, buổi tiệc diễn ra hoan hỉ cho đến khi tín hiệu âm thanh đột nhiên trở nên bất ổn. Bài phát biểu của Tổng thống bị gián đoạn bởi một giai điệu giận người. Tiếng nhạc cất lên và rồi nó kích hoạt chế độ chiến binh mùa đông bên trong Isaiah Bradley. Cuộc đồ sát được tiến hành, Isaiah cướp súng từ vệ sĩ, liên tục xả đạn vào mục tiêu không ai khác ngoài Thunderbolt Ross. Hydra luôn là bên nắm bí kíp tẩy não, thế nhưng tổ chức này đã sạch bóng ở MCU.
Thế nên kẻ nắm được bí mật, sau đó đã lợi dụng để lấy mạng Ross mới thực sự là đáng bận tâm. Sam Wilson dĩ nhiên cũng cố gắng can thiệp, ngặt nỗi là Isaiah Bradley là siêu chiến binh. Dù già cỗi, ông chú vẫn thừa sức hành hạ toàn bộ địch thủ trước mắt rồi bỏ chạy bằng cách lao sầm qua cửa sổ. Dìu dắt Tổng thống xuống bên dưới tầng hầm an toàn của Nhà Trắng, Sam Wilson lo ngại bên trong nội bộ có kẻ phản bội. Và đây là lúc các sự kiện từ The Incredible Hulk được móc nối vào phim. Thể theo tin đồn thì Samuel Stern, thanh niên bị máu gamma nhỏ vào đầu, sẽ sắm vai The Leader, phản diện chính chi phối cục diện điên loạn ở Brave New World. Samuel đã ấp ủ tham vọng tạo ra đội quân Hulk, còn Thunderbolt Ross biến tướng thành Red Hulk là một phần trong bản kế hoạch đổ sộ. Plot chuyện theo kiểu chiến binh mùa đông mà Isaiah Bradley gây ra cũng chứng kiến sự có mặt của The Leader. Vậy nên nhiều khả năng Samuel cũng là kẻ đứng đằng sau dàn dựng vụ ám sát chấn động tại Nhà Trắng. Xuyên suốt đoạn teaser thì Sam Wilson cùng với Torres đã ghé thăm một cơ sở nghiên cứu ngập tràn ánh đèn đỏ. Đập vào mắt người xem là một chiếc ghế tái hiện lại hoàn cảnh mà Bucky bị lập trình. Vì thế, không quá vội vàng để nhận định rằng địa điểm kể trên chính là phòng thí nghiệm của The Leader. Torres lo ngại cả hai đang lao vào một cái bẫy. Và thế quái nào đúng là cái bẫy thật khi không lâu sau đã xuất hiện một loạt khung hình ghi lại cảnh Sam Wilson phải vật lộn để bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm. Đáng lưu ý là Sam đã bị tấn công bởi lính quân đội, đồng nghĩa với hai khả năng. Một là The Leader đang làm việc dưới trướng của chính phủ, hoặc là kẻ nội gián đã phản bội Ross thuộc dạng quan chức cấp cao. Viễn cảnh thứ hai thì quen thuộc hơn, cặp đôi Cap Falcon mới đã bị The Leader dụ đến hiện trường nhằm vu oan giáng họa cho một tội lỗi. Một trong những hình ảnh nổi cộm mà đoạn teaser đã điểm xuyết là đám tang nào đó diễn ra với không khí vô cùng trang trọng. Người được tiễn đưa hẳn phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng, và dựa trên danh sách viếng bao gồm Sam Wilson, quý bà Valentina, giám đốc CIA đương nhiệm, cùng với đó là cô con gái Betty do Liv Tyler thủ vai. Phải đến 99% tướng Ross đang nằm trong quan tài kia, trừ khi Marvel Studios nghĩ ra một nhân vật nào đó có dây dưa với tất cả gương mặt kể trên. Đã vậy, lại còn đủ quen biết để Betty đến chia buồn. Kết hợp với những chi tiết vụn vặt ở đoạn teaser thì chúng mình đã đi đến giả thuyết cốt truyện như sau. The Leader từ sau sự kiện The Incredible Hulk đã buộc phải làm việc cho chính phủ, cụ thể hơn là tướng Ross dựa trên mối bận tâm của ông về tia gamma. Lập luận này được củng cố bằng dẫn chứng Sam đã bị lính quân đội tấn công ở phòng thí nghiệm của ác nhân. Chưa rõ hà cớ làm sao mà Samuel lại bất mãn, thế nhưng bằng một lý do thầm kín nào đó, gã cũng tìm thấy cơ hội để lật đổ chính phủ Hoa Kỳ bằng cách tạo ra một đội quân Hulk. Để làm vậy, The Leader cần tìm mọi cách để tướng Ross chấp nhận tham gia thí nghiệm biến đổi thành Red Hulk. Cơ sự dẫn đến vụ ám sát tại Nhà Trắng, qua đó khiến cho Ross nhận ra rằng cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi. Để tồn tại, ông cần chấp nhận trở thành con quái vật mà cả đời mình vẫn luôn săn đuổi. Không may, việc trở thành Red Hulk đã làm rối bởi tâm trí của Ross, tương tự như những gì mà Bruce Banner từng trải qua. Samuel có được vũ khí tầm cỡ thảm họa, buộc Captain America phải lên đường cùng Falcon để cản bước người khổng lồ đỏ. Cuộc chiến này dĩ nhiên là quá lệch kèo, thế nên sẽ cần đến màn buff sức mạnh, chẳng hạn như một chiếc khiên adamantium để định đoạt kết cục. Đám tang kia thực chất có thể là do tướng Ross một tay giàn dựng nhằm vạch trần kẻ nội gián, hoặc đơn giản hơn là The Leader đứng đằng sau hãm hại Tổng thống rồi đào huyệt ông lên. Tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết mà thôi. Song khá là an toàn để giả định việc tướng Ross sẽ sắm vai nạn nhân bị phản diện lợi dụng trong cuộc chiến bành trướng quyền lực. Sau khi dành ra cả một series trên Disney Plus để chứng minh với chính mình rằng bản thân xứng đáng gồng gánh trọng trách mà Captain America Steve Rogers để lại. Thử thách tiếp theo cần được Sam Wilson vượt qua là việc làm sao để mọi người cũng công nhận con đường riêng của anh như Bucky hay đội trưởng béo tiền nhiệm đã từng. Hơn ai hết, tướng Ross là người mang nặng thứ định kiến chủ quan. You're not Steve Rogers. Đúng, có thể bạn đang mang danh Captain America, thế nhưng không bao giờ vĩ đại như con người biểu tượng ấy. Sam Wilson không có siêu sức mạnh, chẳng bơm huyết thanh siêu chiến binh, cũng kiếm đâu ra nền tảng hậu thuẫn. John Walker thì trái lại, anh có tất cả những điều kiện tuyệt vời. Để rồi, chúng ta đã từng được diện kiến một Captain America lạc lối đến mức nào. Sam có lẽ sẽ chẳng bao giờ tiệm cận tới sự vĩ đại của Steve Rogers. Dẫu vậy, chủ nghĩa anh hùng chưa bao giờ đem những giá trị ấy ra để so. Đây là hành trình Captain America thuộc về Sam Wilson. Và hãy nhớ rằng, theo mốc thời gian của MCU, anh chàng đã cống hiến tới tận 16 năm để chạm tay tới thành tựu này. Một bộ phim Captain America thì không thể thiếu vắng tình yêu của nam chính, cũng như các màn buff đồ dùng sinh hoạt đến từ người nhà. Ở vế đầu tiên thì Sam Wilson sẽ sớm tìm được mối bận tâm lãng mạn của mình với việc một nữ quân nhân đã xuất hiện bên cạnh nam chính trong nhiều khung hình, kể cả đám tang của tướng Ross. Trong toàn bộ đoạn teaser, bộ đồ Captain America đã được thay đổi giao diện nhiều lần,
mở đầu với trang phục trắng xanh từ cối Falcon and Winter Soldier, kết thúc với một ngoại hình đậm đà bản sắc đội trưởng Mỹ. Ý tưởng xài lại đồ cổ là khá nghèo nàn, nên báo đen Shuri cũng có thể đã đóng góp một vai trò giới hạn trong tác phẩm. Người sẽ trao tận tay Sam Wilson bộ giáp hàng hiệu, tung cánh Vibranium để ngăn chặn cơn điên từ Red Hawk. Không phải là nhân vật chính, nhưng đủ để khiến cho bất cứ khán giả nào cũng phải hào hứng, đó là màn chào sân MCU của Giancarlo Esposito, chú bán gà Gus Fring từ loạt phim Breaking Bad. Đoạn teaser của Brave New World đã hé lộ cái nhìn sắc nét đầu tiên về nhân vật mà Esposito vào vai. Ông là một lính đánh thuê siêu ngầu đang nhắm vào Sam Wilson với kho vũ khí gây sát thương kinh hoàng. Phần tạo hình thì quá đội ấn tượng, tuy vậy lại chẳng thể hiện chút manh mối nào liên quan đến danh tính của tên khủng bố. Sự xuất hiện đường đột của CEO Stan Edgar giữa bối cảnh Red Hawk và vụ ám sát do Isaiah Bradley gây ra đã nghĩ đến màn dạo đầu đặc trưng cho các bộ phim Captain America, nơi anh hùng chạm mặt những địch thủ tại nhiệm vụ đầu tiên như Crossbone hay Patriot. Thú vị là tham khảo hình ảnh được chụp lén ở phim trường thì vai trò này lại thuộc về Serpent Society, cái tên hẳn đã nói lên phần nào về ngoại hình của nhóm phản diện của mãng xà. Hai thành viên thuộc tổ chức đã xuất hiện được công bố là Rosa Salazar, thủ vai Diamondback, và Seth Rollins, nổi tiếng thì bỏ WWE để đảm nhận hóa thân Cobra. Nếu bạn thấy cụm từ Serpent Society quen, thì đây chính là tiêu đề ban đầu của Captain America Civil War, thứ đã được Kevin Feige sử dụng để đánh lạc hướng truyền thông lẫn người hâm mộ toàn cầu. Chưa rõ là các chủ rắn sẽ làm gì để khiến cho Sam Wilson phải vào cuộc cùng với cộng sự. Song, nó được cho là dính líu mật thiết đến bà trùm Valentina. Trở lại với Esposito, tin đồn được bàn tán xôm nhất về chuyển thể của ông là George Washington Bridge. Trong comics thì Bridge là một tên lính đánh thuê sở hữu liên kết mật thiết với S.H.I.E.L.D. Ngoài ra, cũng là nhân vật tạo dựng được mối liên hệ với người đột biến nhờ vào quan hệ làm ăn với Cable. Ta hiểu với tầm vóc của Esposito thì bất kể ông có hóa thân thành nhân vật nào đi chăng nữa, thì Marvel Studios cũng sẽ không thể phí hoài, chỉ sử dụng tài năng trong một dự án điện ảnh duy nhất. Vì thế, lựa chọn một nguyên tác càng cởi mở thì lại càng có lợi cho MCU. Một vũ trụ điện ảnh đang trải dài từ khắp cõi đa vũ trụ cho đến các mối đe dọa thường trực trên đường phố. Và trên đây là tổng hợp phân tích cũng như dự đoán của Way to Wear về teaser đầu tiên của Captain America Brave New World. Không biết chúng mình chẳng may bỏ lỡ chi tiết nào quan trọng hay không? Nếu có thì đừng quên comment phía bên dưới để tất cả cũng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Còn giờ thì Way to Wear out.